5 loại cây rước âm khí vào nhà tuyệt đối không được trồng. Thứ nhất, cây xương rồng. Tuy có sức sống tốt và dễ trồng, nhưng loại cây này thân có rất nhiều gai, dễ tạo ra những luồng sát khí và từ đó gia chủ dễ sinh ra những cảm xúc tiêu cực, nóng nảy, tạo ra nhiều mâu thuẫn cãi vã. Hơn nữa, rất dễ làm tổn thương những người trong nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thứ hai, các loại cây quang hợp mạnh và để trong phòng ngủ. Cây quang hợp mạnh ban ngày sẽ nhả oxy, nhưng mà ban đêm sẽ thải ra nhiều khí carbonic có thể gây nguy hiểm cho người ở trong phòng. Các loại cây như thiết mộc lan, vạn liên thanh, ngũ gia bì đều là những cây quang hợp rất mạnh. Thứ ba, cây đỗ quyên. Đỗ quyên là loại cây hoa có độc và độc tính thì tuy không cao nhưng mà đủ mạnh để khiến cho trẻ con ở trong nhà nếu ăn phải sẽ phải đi cấp cứu. Những loại cây có độc đều là những cây có âm khí rất mạnh, không nên ăn vị ở trong nhà. Thứ tư là cây hoa nhài. Hoa nhài là loại cây rất thu hút rắn rết. Tôi đã từng không tin vào điều này cho tới khi tôi tận tay kiểm chứng. Những loại cây thu hút rắn rết đều là loại âm khí rất cao, tuyệt đối không nên để trong nhà. Nhà bạn đang có những loại cây nào? Tôi sẽ cho bạn biết cây đó có nên trồng hay không nhé.